là cháu còn đen kít, chúng là trẻ con. Con này tóc ông Hiếu còn đen kít. Thế sao? Tóc ông Đức thì ông già. Có Đức thì bỏ, không được, nói được. Mà thôi không phải đâu, tóc còn đen kít tức là thanh niên. À. Ông Hiếu không nói sao. Tức là trẻ con với thanh niên mà nó còn có đang vênh nhau như vậy. Đúng đó. Tóc bạc thì đúng là già. Tóc đen, tóc mà đen biết đúng là trẻ con. Câu đấy thì ông Hiếu tức kìa. Không nói câu nào. Câu hỏi về sao bảo không phải, cứ nói sai. Tóc mà đen biết đúng là thanh niên. Nói nhầm. Nói nhầm. Tại vì bố làm nhiều thơ cho nên đọc cái câu nọ nó dễ nhầm sang câu kia. Cái ngữ cảnh nó không đúng. Cái câu sông gia của ông Đức. Bà năm nay 87. Mà cậu Đức năm nay có 76 gì. Hơn nhau mình một tuổi. Tiêu kinh tế là mục tiêu cơ chế và thị trường đánh giá. Ông sông gia với bà sông gia quả tuyệt là tuyệt thảo. Hai ông bà đánh cháo tuổi nhau. Như vậy cậu Đức đang nhất ông bảy. Bà này 76 thôi. Bà năm 7. Thì sao? Bảo bà có bệnh, rồi là bệnh lắm rồi. Não đau ngực, đau dạ tràng, áp huyết cao, tiểu đường. Tôi bảo ôi giời bà lắm bệnh vậy. Các bà vẫn trông có vẻ khỏe mạnh. Chồng nữa, chồng rộng hết rồi. Hồi đó ăn chơi phát ông Hiếu, ông Hiếu làm. Không ra một bà thì già quá, một bà thì trẻ quá. Không, câu bọn bà là quân, đâu. Mẹ vợ thằng Quân thì nào chứ của tôi. Trẻ vẫn tin. Trên hệ thống bản đồ số các doanh nghiệp xã hội Việt Nam. Học sinh của mẹ ấy giờ cũng phải ngoài 50 đâu nhỉ? 60 đấy. Thế thế. 60. Đấy thì ngoài 50. Học sinh của bà bây giờ 60 rồi. Nói nhận nó mẹ ấy chứ mẹ ấy chả nhận. Nó, mấy ai này nói nó đây đấy. Đang nói là học sinh như thế. Không, không được, 60 tuổi thì nó đây. Đấy, bằng bà rồi, nó có con, có cháu. Có cháu rồi. Để cho thông gia Quân đó. Chứ làm sao? Dạ, con. Đẻ cái con vợ thằng Quân là con út cuối cùng. Thế vợ thằng Quân lấy cái con này. Thông gia với ông Đức. Nhưng cái bà. Thông gia với thằng Quân. Bà này là bà ấy. Thông gia với ông Đức. Đâu? Đang nói chuyện là thông gia với ông Đức. Thông gia ông Đức thì 76 mà ông này 60 thế còn được. Nhưng một cái bà mà thông gia ấy. Còn là thông gia đấy. Chứ đẻ ra vợ thằng Sơn ấy. Thì năm nay 87 rồi. Để cậu bỏ lão. Bác làm cho em một bài thơ. Hai bên trung gian. Được rồi. Thật ra cái bọn này, cái làm thơ thì có điều gì phản bác thì không có quá thì không như đấy là tóc bạc thì đúng không là mà tóc đen trời sẽ kích cũng là trẻ con thì không được. Trẻ con là nói vui trong nháy nháy thôi. Chứ còn tóc đen, tóc mà đen kít đúng là thanh niên. Để nghe nó sướng tai hơn. Chứ còn trẻ con tốt quá nhưng mà nghe cái này có vẻ như coi thường. Chứ còn chính là trẻ con mới là trẻ. Cái thanh niên vẫn chưa trẻ bằng trẻ con được. Đấy, nhưng mà nghe có vẻ như bị coi thường. Nhưng từ ngữ Việt Nam phong ba bao táp mà. Ôi, công đức vậy mà lắm thơ lắm đấy. Vâng. Tập thơ. Đoạn thơ hay đấy. Thế cậu không cho anh em. Là nét thành công của doanh nghiệp này. Trong việc khác là sân chơi an toàn. Với những chuẩn bị và một thể thao giải trí sáng tạo. Giống một chữ hát này lắm. Đấy bảo cậu Đức bảo có cái ảnh nha, cô dâu rẻ đứng vẫy tay chào này, ông nội trên nhà kết lắm ấy. Mang đến cậu Đức. Cái ảnh ghi biếu cậu còn cái album này cho nhà Sơn, bảo cậu ấy cho nhà Sơn. Khi các em muốn chơi thể thao mà lại muốn kết hợp làm quen các con số và phân biệt màu sắc, hay đơn giản hai ông bà tắm ảnh rồi xe di ảnh vậy. Sướng nhỉ. Nó ngẫu hứng mới được. Và những hành động thể hiện trách nhiệm vì thế tương lai của Red Sport đã có ý nghĩa. Đọc mấy bài thơ xem. Có đọc thơ xem.
cái thẻ cái nhỏ 5 tí phải để. Cái này thì rõ rồi. Hai cho bé thì về hai cháu Sơn Quân cả nghĩ qua đám cưới cháu Sơn Quân. Cho sát mic vào. Và mình đã đi khỏi đây. Mảnh đất nhỏ nuôi những con có duyên, hai anh em bền dày công. Đây là mảnh đất cha ông, đất đi nhỏ hẹp. Để con tắt cái mic, tắt cái cồn. Nhỏ hẹp nhưng không hẹp lòng. Đất này nuôi chí anh hùng, sáu chị em của cả chú ông cụ bà, mọi người quyết chí xông pha. Và đời nói thực quả là gian lao, nói cũng quá thật phân nghèo, tới nay phấn đấu đổi chiều đi lên. Sơn Quân cũng tỏ sức bền, noi gương bố mẹ tổ tiên của mình, tay không xây dựng công trình, nuôi con có giỏi học hành tốt sao. Con đông vẫn tỏ anh hào, học hành cố gắng ai nào có hay, lao động cố gắng hăng say, nuôi con khôn lớn có ngày vinh quang, mở mày mở mặt với xóm làng, cuộc sống ta ổn đàng hoàng hơn xưa. Con đại học quá là tuyệt hảo, là công nhân thành đạo nghề may, nay có một cháu dựng xây gia đình, nay có hai cháu dựng xây gia đình. Sơn Quân nay đã trở thành, làm bao nhiêu việc thanh danh với đời. Chúc cho hai cháu của tôi Quân Sơn rồi sẽ đổi đời đi lên, nuôi chí lớn có sức bền, các con các cháu làm nên cơ đồ. Quân Sơn sẽ đạt ước mơ, đổi đời hạnh phúc, tiền đồ vẻ vang. Thế thì làm bài chứng hoan hô đi, cả nhà hoan hô nào. Rồi đi ra cái đường kia mà ngủ đi. Vâng. Rồi anh nghỉ đi. Vâng được rồi.